Bây giờ Vĩnh đang đi xuống biển nha mọi người. Đó, cái hướng biển ngay đó. Từ chỗ Vĩnh ở thì đi thẳng xuống đi bộ thôi nha. Thì dọc đường cũng bán khô. Đó, giờ Vĩnh đi vào bên đó để quay, rồi xíu nữa tắm biển. Thích quá. Đó, bờ biển ngay trước mặt nha mọi người. Đây là cái đường đi xuống nha mọi người. Trời ơi, không gian mênh mông quá. Đẹp quá mọi người. Trời, không thể tả được. Hứng khích quá. Trời ơi, đẹp kìa. Thì mọi người vẫn đang tắm biển. À, ở đây nó có cái công viên nha. Ở đây có một cái công viên. Đông quá ta. Đông vui quá ta. Đó mọi người. Cái bóng của Vĩnh đứng dưới kìa. Đó mọi người. Thấy không? Thấy cái bóng. Thấy cái bóng Vĩnh dưới rồi. Đó. Đó mọi người, bờ biển ở đó là cái ghế để cho người ta ngồi coi có ai đuối nước hay không. Đây. Khá là đẹp nha mọi người. Đây nguyên một cái bờ biển dài, bên kia nó có một cái ốc đảo nhỏ nhỏ. Ô gà đó chắc đẹp nha. Đó thì Vĩnh đang đứng ở trên cái thành này nè. Cái bóng Vĩnh ở dưới á. Cái view quá đẹp. Vĩnh đang đi xuống, đây là cái cầu thang để mình đi xuống dưới biển nha. À, cái chỗ Vĩnh đi là bãi sau nha mọi người. Vĩnh đang đi xuống. Hồi trưa Vĩnh đi ra đây thì không có quá nhiều người tắm nha. Bây giờ thì rất là nhiều. À, Vĩnh đang đi xuống gần nè. Wow. Yeah. Quá trời luôn. Quá trời người tắm luôn. Chắc Vĩnh chắc xíu quay xong cũng xuống tắm xíu. À, cái bóng của Vĩnh định dưới nè. À, đây là hướng bên đây. Đông quá mọi người. Quá đông. Quá đông luôn mọi người ơi. Bây giờ Vĩnh đang đứng ở dưới biển nha mọi người. Nè. Wow, nước sướng quá, đẹp quá mọi người. Ở đằng sau của Vĩnh là nắng chiều đang xuống. Bây giờ là 6 giờ rồi nhưng mà nắng vẫn còn là đẹp nha. Đó, đẹp lắm chứ bộ. Để Vĩnh đi vài vòng cho mọi người nhìn. Đó. Vĩnh đeo cái túi nên không thể nào tắm được nha mọi người ơi. Đây, đeo cái túi để ba cái điện thoại của camera nữa. Camera nó xuống dưới nó tắm say mê luôn. Đây, ở chỗ Vĩnh tắm là bãi sau nha. Nè, có cái tượng Chúa cao nhất. Vĩnh đâu rồi đó, ở trên cái đỉnh đó là cái tượng Chúa như là lớn nhất khu vực Đông Nam Á mình ở nhà mọi người. Đó, ở trên cái đỉnh núi đó đó.
camera đâu rồi ta. Trời đẹp quá. Chắc Vĩnh cũng phải quất cái túi lên cho anh Vĩnh tắm á. Cầm hồi mỏi tay quá. Xuống biển không được tắm biển, buồn ghê gớm. Nắng đẹp quá ha mọi người. Đây, mình quay ở cái bờ xa xa ngoài kia đi. Đó, ở xa xa ngoài kia cũng có tàu thuyền. Camera đâu rồi ta? Mất tiêu rồi. Để Vĩnh đi kiếm camera mới được. Đây là đường phố Vũng Tàu vào buổi tối nha mọi người. Thì đó giờ Vĩnh cũng chưa bao giờ ở ngoài Vũng Tàu được vào buổi tối. Đây là lần đầu Vĩnh ở ngoài Vũng Tàu vào buổi tối nên cũng muốn quay thử lại. Quay lại làm kỷ niệm. Để về so sánh coi Vũng Tàu về đêm nó sẽ khác Sài Gòn về đêm như thế nào. Mọi thứ nó cũng lộng lẫy, đèn đuốc đồ sáng đẹp nha mọi người. Trên ngọn đồi trên đó có một cái hàng chữ đó, ở đây có cái công viên đó mọi người ơi. Đèn quá trời quán ăn. Bên kia nhìn qua đẹp hơn đúng không em? Cái view này từ bên kia nhìn qua đẹp hơn mọi người ơi. Khi mà mình chạy qua đây thì nó không được đẹp lắm. Từ bên kia nhìn qua thì đèn đuốc nó sâu xuống mặt nước nhìn đẹp lắm. Nhưng mà khi mình chạy qua đây thì nó cũng bình thường. Bây giờ này bên đây nó có một cái quán hòn rù rì, đèn quá trời đèn ở ngoài này chắc tốn điện lắm mọi người ơi. Chỗ nào cũng đèn đuốc. Đó, cái đó là cáp treo nha mọi người. Ta cũng lên núi nữa hả ta? À trên núi chắc cũng có mấy ngàn nữa. Để chút Vĩnh vòng về rồi Vĩnh quay cáp treo gần gần cho mọi người. Đó, cáp treo đó mọi người. Giờ em quay vô cái chỗ Vũng Tàu kênh đi tour vậy đó. Đây, để Vĩnh quay cho mọi người coi nha. Đó, cái này là chỗ cáp treo nè.
đó, cáp treo đang đi xuống kìa, đó mọi người thấy chưa, nè theo ngón tay của Vĩnh nha, đó cáp treo quá. Thì theo như camera nói á, là đi lên đi xuống là 500 ngàn, tụt lên tụt xuống cái là 500 đó nha mọi người, 500 đó để Vĩnh ăn thêm mấy con tôm hùm nữa, tại vì camera nói trên đó cũng không có gì đâu, camera đi ra đây nhiều rồi mọi người ơi. Đó bây giờ Vĩnh đang trên đường chạy về, Vĩnh sẽ ra biển thổi lên lồng lộng, rất là nhiều người ngồi cặp trên cái thành này ngồi chơi nha mọi người. Hiện tại là mình đang ở trong chợ đêm Vũng Tàu nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng đi với Vĩnh một vòng nha. Đây, rồi bắt đầu mình cùng đi nha. Ở đây người ta bán khô rồi nè. Khô nha mọi người. Cái này là ghim. À, quán cây xì quán. Đêm ở đây thì cũng như lúc sáng nha mọi người. Thì họ bán là mình mua rồi họ chế biến nha. Đó. Thì cũng như y như lúc sáng mình ăn đó mọi người. Mình thích cái gì á, cái mình mua xong cái người ta chế biến cho mình. Bên đây là cá khá là to nha. Đây, hải sản. Đưa đưa. Ờ, biết không nhiều luôn anh trai ơi. Rồi. Này là mực ghim, ghẹ ghim. Ở đây là bán ở cái khu này là bán quà lưu niệm nha. Đó, Vĩnh đang quay lại. Đây quà lưu niệm. Hết rồi mọi người, cuối đường rồi, rồi dòng ra, dòng ra hết rồi. Ốc nè, ô mấy con ốc bự đẹp quá, một khóa khô mực. Đây là bữa tối của Vĩnh nha mọi người. Đó, món này là bạch tuộc nướng. Còn đây, cái món mà mình phải ăn, cá đuối. Đâu, em ấy đây. Đó, cá đuối nè. Đậu cá đuối nha mọi người. Rồi, Vĩnh mời mọi người nha. Đó, trời ơi, tươi quá ha. Đó, cá đuối. Trời ơi, cục thịt nó kìa. Thôi, Vĩnh ăn nha. Chào mọi người nha.